Từ khi xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam, Lương Xuân Trường luôn là một cầu thủ quan trọng ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Dù vậy, trong những năm gần đây, tiền vệ sinh năm 1995 lại không được thầy Park tin dùng vào vị trí tiền vệ trung tâm như thời điểm không thể thay thế ở các lứa trẻ trước đó. Tuy nhiên, nếu nhìn vào năm yếu tố này, Xuân Trường vẫn rất đáng được chờ đợi để thay thế Tuấn Anh hay bị chấn thương rình rập trong màu áo đội tuyển quốc gia khi cần. Hãy cùng Nextport làm rõ nhận định trên ở trong video này. Một, Xuân Trường đang có phong độ tốt tại mùa giải 2021. Rõ ràng, nếu so với Tuấn Anh, Xuân Trường được ra sân nhiều hơn hẳn người đồng đội của mình trong năm 2021 khi khoác lên mình màu áo của đội bóng chủ quản. Cụ thể, tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu đến 11 trận với 905 phút và góp công lớn dẫn đến vị trí dẫn đầu của Hoàng Anh Gia Lai sau 12 vòng đấu. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa hàng phòng ngự và hàng tiền vệ khi đã ở vị trí tiền vệ trụ không mấy quen thuộc, mà Xuân Trường còn có thể ghi những bàn thắng quan trọng khi cần. Cú sút xa không thể cản phá trong trận đấu với Hà Nội đã nói lên phẩm chất của tiền vệ 26 tuổi ở mùa giải thi đấu rất tiến bộ này. Với bộ ba Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng thi đấu ổn định ở giữa sân, Hoàng Anh Gia Lai đã thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng mà không cần nhờ đến sự góp mặt của Tuấn Anh. Cầu thủ liên tục bị những chấn thương hành hạ và cũng chỉ kịp thi đấu 5 trận với 238 phút có mặt trên sân tại V-League 2021. 2. Mạnh trong những tình huống cố định, phất bóng. Ngoài rất mạnh trong những tình huống sút xa, Xuân Trường còn là chuyên gia trong những tình huống cố định và phất bóng cho các tiền đạo tạo nên đột biến. Nếu so với Tuấn Anh, đây là những khả năng tiền vệ người Tuyên Quang vượt trội hơn hẳn so với người đồng đội. Chắc hẳn chúng ta chưa thể quên được pha kiến tạo đẳng cấp của Xuân Trường để Văn Thanh ghi bàn vào lưới Indonesia, ấn định chiến thắng giòn giã 4-0 cho đội tuyển Việt Nam trước đội bóng xứ vạn đảo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Hai đường truyền như đặt hạ gục hoàn toàn hàng phòng ngự của Hà Nội FC để cân bằng tỷ số 1-1 ở những phút cuối cùng của trận đấu tại V-League 2019. Đây đều là những pha bóng thể hiện điểm mạnh nhất của tiền vệ 26 tuổi. Dù trước đó Xuân Trường không để lại quá nhiều điểm nhấn, nhưng chỉ cần một pha bóng là người hâm mộ sẽ phải nhớ đến tên anh. Còn về những tình huống cố định, đặc biệt là những pha sút phạt, có lẽ chúng ta không cần nói quá nhiều về vấn đề này khi Xuân Trường đã từng lập rất nhiều siêu phẩm trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Nếu có thể một lần làm được điều này trong màu áo của đội tuyển quốc gia, nó sẽ giúp cho cầu thủ 26 tuổi lấy lại được sự tự tin trên hành trình còn rất dài phía trước của mình. 3. Ít bị ảnh hưởng bởi chấn thương hơn Tuấn Anh. Dù cũng đã từng chịu một số chấn thương trong quá khứ, nhưng cơ địa tương đối tốt giúp Xuân Trường không mất nhiều thời gian để bình phục. Hơn nữa, nếu phải chọn giữa Tuấn Anh hay Xuân Trường để thi đấu trước một đối thủ đá rát, lựa chọn Xuân Trường sẽ giúp người hâm mộ cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn lại trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trên đất UAE, chúng ta đã thấy Tuấn Anh khổ sở thế nào khi liên tục là mục tiêu triệt hạ của các cầu thủ xứ vạn đảo và phải rời sân ở phút 36 để nhường chỗ cho chính Xuân Trường. Ngay sau khi vào sân, Xuân Trường cũng đã kịp để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo đẳng cấp cho Văn Thanh cùng tình huống đá phạt góc để giúp Công Phượng ghi bàn. Nói như vậy để thấy khả năng chịu đòn tốt và không ngại tranh chấp của tiền vệ sinh năm 1995 sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam ở những trận đấu với các đối thủ có thiên đường đá rắn. 4. Không có nhiều sự cạnh tranh nơi hàng tiền vệ. Có thể thấy, vị trí trọng yếu này của đội tuyển Việt Nam đang khá mỏng kể từ sau khi Hùng Dũng gặp chấn thương nặng và chưa hẹn ngày trở lại đội tuyển. Dù rất may mắn có được sự tiến bộ không ngừng của Hoàng Đức, nhưng việc Tuấn Anh hay gặp phải chấn thương và bộ đôi Đức Huy, Xuân Trường không có được phong độ cao khiến thầy Park chưa khi nào là không lo lắng cho hàng tiền vệ của chúng ta. Nếu Xuân Trường có thể khẳng định được giá trị bản thân mỗi khi được chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội ở vị trí không quá dồi dào về mặt nhân sự, hy vọng về một suất đá chính trên tuyển sẽ là rất sáng sủa. Nhất là trong bối cảnh Minh Vương vẫn chưa hẹn ngày trở lại sau khi dính chấn thương dây chằng đầu gối, sự cạnh tranh sẽ càng ít đi. Và tiền vệ người Tuyên Quang cần ngay lập tức lấy lại phong độ đã từng giúp anh oanh tạc tại các giải đấu trẻ năm 2018 để ghi điểm cho mắt thầy Park. 5. Bản lĩnh đội trưởng của U23 Việt Nam ngày nào tại các giải đấu lớn. Và cuối cùng, đây chắc chắn là điều người hâm mộ rất chờ đợi ở Xuân Trường. Bởi nhìn vào danh sách trụ cột của đội tuyển Việt Nam hiện tại, có đến hơn nửa là những cầu thủ đã cùng trường làm nên rất nhiều kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 hay ASEAN 2018.
Ở các giải đấu đó, với niềm cảm hứng mang tên Xuân Trường ở tuyến giữa, bóng đá Việt đã tạo nên hết cột mốc lịch sử này đến dấu ấn đáng nhớ khác. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào bản lĩnh đội trưởng U23 Việt Nam tại các giải đấu lớn ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Sân chơi lịch sử mà bóng đá Việt chưa từng một lần tham dự trước đây. Trong những thời khắc quyết định, người hâm mộ rất muốn nhìn lại hình ảnh này một lần nữa của Xuân Trường trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Trên đây là 5 lý do mà người hâm mộ có thể tin tưởng Xuân Trường có thể thay thế vai trò của Tuấn Anh ở trên đội tuyển Việt Nam khi cần. Quan điểm của các bạn về câu chuyện này là như thế nào? Hãy cùng để lại ý kiến của mình và thưởng thức những pha sút phạt thành bàn mãn nhãn của tiền vệ người Tuyên Quang thay cho lời kết của video này. Văn Lâm anh cũng đã phán đoán nhầm hướng dứt điểm của